Nơi đây, ngày 7 tháng 2 năm 1968, tiểu đoàn xe tăng 198 của binh chủng tăng thiết giáp đã phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực và quân dân địa phương đồng loạt nổ súng tấn công tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Làng Vây của địch. Dòng chữ được khắc ghi ở di tích căn cứ Làng Vây như gợi lại cho ông Hồ Văn Sang, nguyên đại đội trưởng bộ đội địa phương và dân quân du kích huyện Hướng Hóa, nhiều ký ức hào hùng. Chính ông cùng nhiều bộ đội địa phương đã làm người dẫn đường cho các mũi quân của ta tiến công vào căn cứ Làng Vây, điểm tiền tiêu rất mạnh trong hệ thống phòng thủ mà Mỹ Ngụy đã chọn ở Khe Sanh. Ác liệt nhất là giải phóng Khe Sanh ấy, mà ở duy nhất là ở khu Cà Mây, Làng Vây Cà Mây. Thì tôi đưa một xe tăng từ Hương Dân, từ làng, từ Sipol, tức là từ em kia sống Sipol, tức là từ A Xin, Măng Nòng, từ xuống. Trước đây xe tăng này là xe, theo người ta là một cóp một phân thì là to, lầm lệ răng rọc lại xuống rồi cái đồi róc từ A Xin xuống sông Sipol, rồi lắp lại, lắp lại. Chỗ nào mà khó khăn lắm để mà nếu mà chỗ nào mà không đi được thì trước đây là gọi gì đến sông Sipol là lôi bằng dọc sông Sipol lên cái chỗ Tân Long là Lăng Ruồi để mình lên chỗ đó. Những cứ điểm Làng Vây, chi khu quân sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn đều là những tuyến phòng ngự được Mỹ xây dựng kiên cố, liên hoàn trong hệ thống hàng rào điện tử McNamara. Năm 1968, bằng tinh thần dũng cảm, quân và dân Hướng Hóa sát cánh với bộ đội chủ lực của ta, đồng loạt tiến công vào các cứ điểm quân Mỹ để làm nên chiến thắng đường 9 Khe Sanh lịch sử. Thì chúng tôi là rất không ngờ mà được chiến thắng. Mà khi bộ đội vào đánh thì mà mình chiến thắng thì gọi như là lũ lụt, như bão lụt mà hết mưa, coi như là lăn giữa hết mưa, hành trẻ trời đồ là hành đèn tối hết. Coi như toàn là B-52 không, rồi là đất này là toàn là đất đỏ. Làm kiểu chúng tôi là nhìn, bây giờ là nhìn lại thì là xanh, là đều đẹp. Những người như ông Hồ Văn Sang, với những tháng ngày gian khổ và hy sinh để giành từng tấc đất với địch, ngày đánh trận đầu vào Làng Vây làm chấn động toàn bộ cứ điểm của địch tại Khe Sanh, hay lá cờ chiến thắng ở sân bay Tà Cơn là những dấu ấn không bao giờ quên về một chiến dịch lịch sử ở Quảng Trị mà từng ví rằng là một Điện Biên Phủ thứ hai.